Hello cả nhà nhé, cả nhà một buổi sáng thời tiết âm u, thời tiết âm u thầy u xa nhớ. Đấy. Cả nhà mình lại chia sẻ cả nhà cây hồng của mình nhé, cây hồng của mình lại chuyển sang bên đây, chuyển sang nối này nối lại. Đấy. Cây hồng mới là cái cây, chẳng biết cái cây nó là tên là cái cây gì, nó đang ra hoa đẹp lắm, mùi thơm lắm cả nhà. Đấy, cái cây đây này, ra hoa thơm lắm, mình trồng bằng được, cây này rất khó trồng cả nhà. Trồng không được cái đâu. Đấy, cây này quay kỹ đây cho các bạn xem nhé các bạn ơi. Tại vì cái cây này là nó cái hoa này nó ấn tượng mình từ tuổi ấu thơ. Ngày xưa trên Tây Bắc đi Trân Châu biết là cái hoa này. Trân Châu cùng với đồng bào Thái các bạn bè cùng nhau đi lấy hoa này thơm lắm. Nó cứ mọc đầy rễ đường rễ đồi. Mình rất có ấn tượng với mùi thơm này. Ở đây những bông hoa hồng của mình nở. Đang mưa nó loét hết. Đẹp chưa? 2, 4, 5, 6, 7 bông. Đây, chắc là Tết này khởi hết hoa. Đẹp chưa cả nhà? Nên mình chia sẻ đây nhá. Cái hoa này rất thơm. Không biết tên nó hoa gì thì mình chịu luôn. Mình rộng mấy lần nên lần này mới rộng được ấy. Đấy, đang chuẩn bị ra hoa. Thơm lắm. Mùa xuân, mùa giết ngửi cái hoa này nó rất thơm. Mình vừa rồi vệ sinh hết đấy. Thay đất cát rồi chậu chiếc lại thêm cái rau chậu dốc cá này cho đất vào thêm đây, cái đây là rau hẹ này, giọt xương đông lành thì cấu một ít để xuống để ăn ghém nữa này. Đây, mình dòng thêm chậu rau cần đây, đây mới dòng vào bùi toán sách bùn lên đây cho mình đây. Rau kia mình chỉ chuyển hai chậu kia sang đây đây cả nhà, đây rau chậu dốc cá này thay hết này. Đấy, vừa rồi đây là mấy ngày vệ sinh nhé, đất cát rồi là các kiểu để cho mùa xuân nó lên sắp Tết rồi. Đây cái cây giàn hồng này cả nhà, mình giàn hồng như này trước mình giàn cái gieo mình dọn sạch hết đi, thay thế vào cái cây này được, cắt hết đi. Đây đất cát này tồn tạo hết vào kéo vào sập trần bếp hết. Trần bếp bé này mà tận dụng là mấy cái bể nước kia, bể nước mưa, bể nước lọc mấy tấn đấy. Là đất cát họ kêu rời đất sập làm sao được nhỉ cả nhà nhỉ? Trên cái trần bếp này. Này, dọn sạch hết rồi nha, cái bụi rau răm tốt này, này cả nhà mình cũng cắt hết đi cho nên mầm mới. Còn trên đây nữa này mình đi chia sẻ cho cả nhà, đi tầng trên này. Này thầy cái chậu này là cái cây chanh ấy cả nhà, mình chuyển nó sang cái chậu đây rồi. Đấy. Cho hai cây chanh to, mua hai cái chậu to khổng lồ đây này, nếu mà chứa được nhiều đất nó mới tốt, đỡ mất công tưới nhiều. Cái cây chanh này là dưới chỗ bể nước ấy, chứ mình hay quay đấy mới thay vào cái chậu to chuyển hết lên đây này. Mang một cả các cây dổi gì lên đây rồng to lắm, đường kính mét. Cái chậu nó chứa được nhiều đất cả nhà. Nên bảo bố con nhà Bùi Tôn nó vác đất cả buổi chiều lên đây đấy. Thuê người mua chậu vác cũng đất lên đây. Nó rồng rồi. Cái cây ớt này nó găm ở đây mình rồng rồi cho mình cắt hết đi. Cho nó mầm lên mầm mới. Còn cây xanh to tướng đi nữa. Cái này từ ngày xưa này trên đây rồi. Nó ở cái thùng phi đấy. Nó có thùng phi kia ở cả nhà kìa. Đấy, cho mình chuyển ra. Chuyển ra. Đây, mới làm xong cái bì biết mình vẫn vứt bừa bãi này. Mình đậy cái thùng xốp bên đây là có nghĩa là giữ trong mình dòng một cây quý hiếm. Còn đây lại mang thêm dòng thêm là rau thơm trên đây nữa, cắm mấy cái rau răm. Hai cái chậu này mình đang dòng rau, đang té mấy hạt rau mùi cho biết này. Trên nóc nhà. Còn cái gian dưới kia là cắt hết cái hồng đi rồi, có cái lạc tiền lên đây thôi. Một buổi sáng trời đang có mưa, tối qua nó có mưa to quá cả nhà. Đã cứ xưa nói cho cả nhà biết nhỉ. Nên mình đã làm cái lưỡi lợn luộc nhé cả nhà nhé. Đấy, lại làm cái lưỡi lợn to lắm. Mình đang đun nước sôi rồi. Vừa mình ra mua rau mua cỏ lấy cái lưỡi lợn về đây có một mình thôi mà. Này, lại làm cái lưỡi lợn ăn nó khuôn cả nhà. Nhưng mà mình đang đun nước sôi để trần đi luộc xong là luộc nhé cả nhà nhé. Luộc lên là chấm chéo thì mình làm thì đặc biệt lắm cả nhà biết này. Là mình về cuối năm đầu xuân này, cuối năm này. Đấy là mưa ấy. Bây giờ xuống
cạo lưỡi nước giống nước sôi xong bắt đầu là làm việc nhé cả nhà nhé. Cả nhà thấy mình bố trí cây có hoa thì mình không biết tên nó cây gì, cây hồng ở cái chỗ cột đây được không, nối lên xuống này trước tại mình để đằng sau mình đây, để chỗ này cây để lên đây, còn cây cây hồng ở chỗ đây này mình chuyển ra ngoài đấy cho nó có nắng có mưa, để trong này là có cái mái nó che mất. Và bây giờ xuống làm nhé cả nhà nhé, đẹp chưa. Đi xuống làm luôn lưỡi lợn luộc chấm chấm chéo nhé cả nhà nhé. Các bạn đang nằm dài chờ tàu hôm nay không có ga ra muộn hết ga này. Đây nguyên liệu của mình này, rau cần này nhé, thế mình cắt đỡ cái này đi phạt đấy, mình lấy mình cố nó vứt lá hết đi. Đây mình lại rau răm đây, còn cái rau này là sống nhé, cái bắp cải đây mình lấy 1/4 cái bắp cải đây, các mình ăn là mình chỉ làm thế thôi mà. Lưỡi lợn này hơi to luôn này cả nhà này. Đấy. Nước đã sôi cả nhà, mình sẽ trần nó đi nha, để cạo những cái bẩn miếng này. Mình cũng đã rửa sạch sẽ rồi, khía đây là, nè cả nhà nhìn thấy không? Mình cẩn thận khía cái này. Đấy, sạch sẽ hết rồi, bây giờ mình sẽ mang đi luộc nhé, cả nhà nhé, cho vào luộc thôi. Mình sẽ cho cây gừng tươi vào cả nhà, gừng tươi của nhà mình nhé. Đó. Bắt đầu là đã xong cái quả này, bắt đầu tranh thủ đi ra kia làm gỏi bắp cải cả nhà. Mình nhặt cái rau sống trước rồi cả nhà, ở dưới rau sống hẹ, mình hẹ của nhà mình thì này rau sống này rửa luôn, rửa 2-3 nước vào cả nhà, nặn nát hết. Bớt cái gốc đi nhá. Cắt đỡ lại đây. Tại có mình ăn thì không cần làm nhiều. Vứt đi, còn nơi bình thường là lấy cả cái cuống này dọc cái lá vứt đi thôi. Nếu như cái cuống ăn thôi cả nhà, cái lá nó ăn chán. Nhưng mà mình làm gỏi nó phải thế thôi. Đấy, rửa nước hai nữa. Bắp cải này. Đây, rau cần này. Bắp cải thì mình đi thái sau này để trộn này. Còn đây là rau để ăn ghém này. Đấy, rau hẹ, rau thơm. Đấy, đã xong nhá. Bây giờ mình sẽ đi thái bắp cải để cho vào trộn. Bắp cải kia mình thái mình cũng không ngâm đâu cả nhà, thái xong rửa sạch đi, vẩy khô đi nó trộn. Đấy cả nhà. Mình đã rửa xong hết rồi, rau cần này. Rồi là bắp cải thái nhỏ này, càng nhỏ càng tốt cả nhà. Đấy, rau răm này, chỉ ba cái rau này cộng tác vào này rất tốt, cho 3 quả ớt. Đấy, chanh đây. Chanh mình tùy theo mình ăn chua ăn mặn ăn nhỏ ngọt ăn nhạt nhá cả nhà nhá. Thế thôi, mình chỉ còn bột canh. Cái bột canh này cả nhà, có các bạn ở trong, các bạn trong Nam bảo là bột canh là bột gì. Bột canh này ôi thôi mà chuyện quá cho mình mặn thì chết ấy. Bột canh này có nơi người ta gọi bột súp, mình cứ quen mình gọi là bột canh thôi. Cái túi bột canh người ta viết đấy, khắp mọi miền đất nước chỗ nào chả có, bạn ở trong đây không thấy. Nó có đấy bạn ạ, chẳng qua là mình cái tên gọi nó khác nhau thì bạn cảm thấy nó lạ thôi. Còn ở đâu thì có nó cái bột canh này. Nó có nơi gọi bột súp, mì chính này. Đấy, cho thêm tí nữa mà. Đấy, nhiều phết đấy, tí gọn nó không phải cần phải gọi là vắt hạt. Tạm thời mình cho ba quả sợ chua quá, mình cho 2 quả trước đấy. Tạm thời mình cho 2 quả trước. Cái món này mình không lấy vỏ nhá cả nhà nhá.
vừa là mới cứ thế là đảo lên thôi cả nhà đấy, làm gỏi mà đấy, cứ thế đảo đều lên nó chanh nó gì nó đủ, nói chảy hết cả nước miếng này. Ăn này tốt lắm mà làm rất đơn giản, không cầu kỳ cả nhà ơi. Xem kiểm tra độ mặn nhạt, kiểm tra độ mặn nhạt tầm này cũng chưa chính xác lắm được rồi, tại vì nó chưa ngấm vào rau nó chuội. Còn thế thôi, hai quả chanh thế nữa chín rồi đấy cả nhà. Tắt bếp này, khóa ga vào này, khóa ga tắt bếp trở về nó an toàn. Tuyệt vời cho cả nhà. Nóng hổi chín rồi, bây giờ là sẽ mang để thái cho cả nhà nhé. Nóng quá. Gấu này. Còn cái xương dính đây. Đấy là cái chấm chấm chéo ngon lắm. Nữa đợt này nó làm nhiều món lắm cả nhà. Đã xong, bỏ tí nữa rửa dọn dọn sau cả nhà. Đấy, đã xong, mời cả nhà ăn cùng với mình nha. Hôm nay mình chia sẻ nửa đợt ăn với lại gỏi bắp cải nha. Đấy, mời cả nhà đã xong nhá. Ăn với mình đĩa nửa đợt này, rau cỏ của mình này, cà này, hành củ này, rồi đĩa gỏi bắp cải rau cần này, này ăn mới là ngon mát ruột này. Ăn cái này ăn với cơm hao cơm lắm. Những bạn nào cũng rượu uống chè ăn ngày làm ăn ngày cơm được, rất đơn giản và dễ. Đó là điều đây chấm chéo của biển đây. Thế nào làm cái này công phu lắm các nhà, chứ không phải là người ta bán này, công phu lắm. Nào cái này đây, ớt này mình phơi từ hồi tháng mấy tháng 3, 4 dẻo kẹo chưa. Muốn ăn pha cần cho ít cái này và ăn vắt chanh là thôi. Cay lắm nha các nhà nhá, chấm chéo này cay ra được đấy. Mình nhà mình đầy người muốn ăn nhưng mà cay không ăn nổi, không phải thế mới được. Mình không làm bán nha, mình làm cho anh em ăn. Bây giờ ăn thì cho thêm tí mì chính vào cũng được, mà không cho cũng được cả nhà. Nhưng cái ưu điểm là cay, tại mình làm nhiều nhiều gia vị lắm. Tại mình làm mình ăn mà, chứ không phải là làm kiểu là bán ở hàng thì người ta làm giá nghĩa là 10 hạt sỏi người ta cho 3, cho 2 y đấy, mình là của nhà làm ra làm cho thoải mái thôi. Đấy. Mời cả nhà. Ôi trời ơi, được đấy. Đang ngồi đây. Cho miếng nhé. Ngon lắm. Vào đây cho cả nộm mình đây. Anh họ bác là cháu làm cái ngại không lên nó đâu. Cả mày làm thì mới làm được, hai bác cháu nó nhất trí, hai bác cháu còn làm dã mãi mới được mấy cái đứa khù. Người nào công nghệ cao thì không dã đâu, cho máy người ta nghiền máy xay ấy, dã thì tất cả mọi thứ nó nhuyễn được vào với nhau. Tỏi lá chanh tất thứ rang hết, còn mỡ ớt còn mỡ tỏi với lại lá chanh thì không phải rang đâu. Cà có ăn không, cứ từ từ. Cho ăn ngửi nữa má dâu. Ăn uống cao cấp đấy, ăn phải ngửi miếng nó ăn được mới ăn. Đất chặt cái cho một chút đấy, phần nó nên đấu trộn, tự đấu trộn mình phải dòng thôi.
vác lên đến mệt lắm. Nhờ bố con nhà bù tôi không lấy không vác hai xe cả tiếng không hết phải vác vào. Mình chỗ nó không ngờ chất tung tung rồi. Mày sướng chết mày. Vì thế nhiều cái ăn uống rồi này. Nhưng sạch sẽ mà không xin nữa. Mình có ăn thế thôi mấy miếng đi rồi. Và ông trời củ hành ông trộn xương rồi. Chó thì mình nên là thuộc hệ chó cảnh nha cả nhà, chó sạch sẽ lắm đấy. Nhiều ông cứ bảo là chó vẫn không có đâu. Chó tắm do rửa suốt ngày, chó cưng đấy. Không phải chó hoa thảo hoang, mèo hoang, chó dại đi sủa bậy sủa bạ không có đâu. Có khôn lắm, mọi người khôn thì khôn rồi nhưng nó biết. Nó biết nịnh lắm. Chiếu nó cay lắm vậy. Na nó phải chuẩn vị của nó vậy ạ. Ai à, xuống đây. À hết cái miếng no vậy. Một cái lưỡi lại hết rồi. Thôi ông ơi, ăn thế thôi. Nhìn khổ quá.
Ôi giời. Ê, xin mình xin. Mẹ nhau. Thế vẫn còn xin lên trước mày. No quá, mình ăn hết cái nữa nữa nợ tổ tướng này, rau cỏ phụ kiện đi kèm nữa là hết. Hai quả cà của anh không ăn nữa, no ăn này nó review đấy quá này, ăn ít thì nó không gì, phải ăn nhiều. Video này mình chia sẻ cả nhà đây là làm một cái món gỏi bắp cải, rau cần, rau răm này, mới là mua cái lưỡi nậm luộc chấm với lại chấm chéo. Do nhiều quá nên lần sau rót một nửa này thì vừa ăn thôi. Thôi video này mình chia sẻ là làm cái nửa lợn luộc nhé, để chia sẻ là ăn chấm chấm chéo và cái làm cái gỏi bắp cải rất đơn giản và ngon. Cái video có thời lượng mọi người xem hay cho mình một like và đăng ký kênh chia sẻ mọi người biết kênh của Biển. Hẹn cả nhà lúc sau nhé, chào cả nhà.